lành được đồng hành cùng các bạn trong chương trình Phong thủy may mắn. Các bạn thân mến, chúng ta đều biết vũ trụ luôn vận động và di chuyển. Chính vì thế, mọi sự vật tồn tại luôn vận động và biến đổi không ngừng. Điều này có ảnh hưởng trực tiếp đến vận trình cuộc sống, sự thăng trầm của đời người. Và dựa theo quy luật đó, sự biến đổi các biến cố đời người được sắp xếp theo nguyên lý biến dịch của sao hạn. Mỗi sao chiếu mệnh sẽ mang đến một vận hạn nhất định áp đặt lên cuộc đời con người và bắt buộc phải trải qua. Điều này cũng chính là chi tiết của sự ảnh hưởng theo sự tuần hoàn của vũ trụ mà con người sẽ phải chịu ảnh hưởng. Vì thế, để diễn tả những yếu tố biến dịch tốt xấu đó thì người ta đã đưa ra các sao và hạn cho từng năm, cho từng con giáp. Vậy, năm 2020, người cầm tinh con ngựa sẽ có vận trình sự nghiệp, sức khỏe cũng như là tài lộc năm 2020 sẽ như thế nào? Sẽ được các sao nào chiếu mệnh, đem lại cát lành hay là hung tinh? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Cát hung nạp vận tuổi ngọ năm 2020 bao gồm những người sinh năm 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 và 2014. Ấn tinh lai trợ hảo vận khai, ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ, đại hao nhị hắc nhập mệnh lai, lục xung chi niên hành vận suy. Lục xung tuế phá, nhiều lo lắng u buồn, ít niềm vui, lấy may mắn đẩy lùi vận hạn. Năm Canh Tý 2020, ngọ hỏa và tí thủy chính xung, tuổi ngọ lục xung thái tuế, tức là nặng nhất trong phạm thái tuế, còn có những hung tinh tập hợp. Điều này nói lên tuổi ngọ năm nay nhiều lo lắng, ít niềm vui, sóng gió triền miên. Thái tuế, tí thủy là thiên quan tinh của tuổi ngọ, cẩn thận những kẻ tiểu nhân công kích và tránh những rắc rối thị phi. Sao lan cán đại hao sẽ cản trở công việc phát triển, dễ mất tiền bạc của cải, cũng không có lợi cho sức khỏe. Phương diện tình cảm sẽ có nhiều biến động, thành công hay là thất bại tùy vào sự nắm bắt cơ hội của người tuổi ngọ. Tuy vậy, lại có cát tinh nguyệt không nhập mệnh, có thể hóa hung thành cát. Bình thường nên làm nhiều việc tốt, làm từ thiện, dĩ hòa vi quý, vô hình chung sẽ gia tăng vận khí. Mọi người thường nói thái tuế đương đầu tọa, vô hỷ tất hữu họa. Vì vậy, tuổi ngọ năm nay cố gắng lấy may mắn để xóa bỏ vận hạn. Như vậy có thể giảm bớt được sự ảnh hưởng của xung thái tuế. Để cho vận trình năm 2020 được thuận lợi may mắn hơn, thì ngoài sử dụng kim bài thái tuế năm 2020 luôn mang bên mình, còn cần thêm pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh hoặc là thập nhị thần bát bảo để hóa giải. Cát hung vận hạn, cát tinh nguyệt không. Tuổi ngọ năm nay cát tinh ảm đạm, may mắn thay thì lại có cát tinh nguyệt không, ý là lập kế hoạch xây dựng và chôn cất. Năm nay nên chủ động giải quyết những chuyện bất lợi, làm từ thiện, quyên góp, hỗ trợ sinh viên, hiến máu. Bạn cũng có thể dùng các việc hỉ như là sinh con, khởi nghiệp để hóa giải vận đen. Nhưng cũng có câu nói nhất hỉ đáng tam tai, vô hỉ họa tư lai. Hung tinh, lan cán, đại hao, nhị hắc, bệnh phù, thiên khốc. Sách cổ có viết tuế phá kiêm lan cán, ngộ thử đại bất an. Tổn tài âu khí hữu, bất nhiên bệnh họa triền. Tuổi ngọ năm nay xung thái tuế lại đụng phải lan cán, công việc có nhiều trở ngại, hành sự không thành, dễ mắc phải kiện tụng. Đại hao tinh nhập mệnh, ý nói hao tốn tiền bạc của cải, phá sản cả cơ nghiệp. Nhị hắc bệnh phù và thiên khốc nhập mệnh đem lại cho tuổi ngọ bệnh tật, tai ương, cơ thể thì yếu ớt, người đàn ông trong nhà sẽ có tin xấu. Do đó trong năm nay thì việc mất tiền, xung đột gia đình, bệnh tật, tai nạn và những chuyện lớn nhỏ khác sẽ xoay quanh tuổi ngọ. Cần phải giải quyết tích cực những việc xấu xảy đến, hóa giải bằng cách sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp dần ngọ tuất để được các thần trợ mệnh, hóa giải đi những xung sát và tăng cường tài lộc cho tuổi ngọ. Cát hung luận giải tài vận tiểu hung, vì xung thái tuế nên tuổi ngọ năm nay tài vận nhiễu loạn, lại có lan cán và đại hao phá hoại nên càng tệ hơn. Con đường phát triển kinh doanh thì đang đình trệ, có hiện tượng hao tài. Trong cuộc sống dễ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn cực kỳ đáng tiếc. Hơn nữa thì áp lực kinh tế rất lớn, có thể gây ra nợ xấu. Hướng kiếm tiền của tuổi ngọ năm nay là động trung cầu tài để giảm bớt sự ảnh hưởng của vận xung thái tuế. Năm nay là năm của sự chăm chỉ và giàu có, cũng là một năm thích hợp cho các chuyến công tác.
Nếu bạn cần đi đến những nơi khác để phát triển sự nghiệp, bạn có thể thay đổi thích nghi với những sáng tạo và đổi mới. Tin rằng sẽ có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp hơn và hãy luôn nhắc nhở mình nhớ mang theo bên mình một kim bài thái tuế năm 2020. Sự nghiệp thấp. Người sinh tuổi ngọ năm nay xung thái tuế, sự nghiệp gặp nhiều cản trở, thậm chí là tụt dốc. Làm việc có nhiều sóng gió, cần bình tĩnh quan sát, chờ đợi cơ hội, không thể hành sự lỗ mãng. Năm nay nhân duyên của tuổi ngọ rất kém, trong công việc không có được sự ủng hộ, dễ dàng đắc tội với cấp trên hay là làm mất những khách hàng tiềm năng, mọi thứ đều bị cản trở. Nếu có thể thì hãy lùi về phía sau và bàn giao công việc cho những người có năng lực giải quyết nó. Như vậy, có thể níu giữ được chân khách hàng, tránh được khủng hoảng hiệu suất. Nếu bạn muốn thay đổi môi trường làm việc của mình thì trong năm nay và tìm kiếm một không gian rộng hơn để phát triển, hãy chủ động kế hoạch. Hoặc nếu đơn vị có định mở một thị trường nước ngoài, bạn cũng có thể thử sức tìm kiếm sự phát triển mới. Với những người kinh doanh buôn bán hoặc là những người làm công chức muốn tăng cường tài vận và sự nghiệp của mình, hãy treo trong phòng khách pháp khí phong thủy phi long thất tinh đồ trận theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Sức khỏe tiểu hung. Phương diện sức khỏe gặp đại hao nên sẽ bị ảnh hưởng. Hao có nghĩa là hao tổn năng lượng, thời gian. Tuổi ngọ năm nay sẽ bôn ba lao lực, áp lực công việc lớn, chất lượng các giấc ngủ cũng đi xuống, cơ thể yếu ớt. Chú ý điều chỉnh thân thể, dễ liên đới đến công việc hoặc là học tập. Tuổi ngọ lại bị ảnh hưởng của hại sao bệnh phù và nhị hắc đem đến bệnh tật và tai ương. Sức khỏe của người già và trẻ nhỏ trong nhà không tốt nên quan tâm nhiều hơn. Đào hoa thấp. Người sinh năm ngọ vào năm canh tí lưu niên, tình yêu, hôn nhân, vận thế gặp xung thái tuế, chịu ảnh hưởng, vận may dễ dao động. Người độc thân năm nay thì sẽ gặp được một số vận đào hoa nhưng rất khó có thể tiến triển. Người đã kết hôn thì chịu xung thái tuế và thiên khắc ảnh hưởng, cuộc sống không tốt. Trong năm, tính khí có phần nóng nảy, khó tránh khỏi việc cãi vã, còn có nguy cơ chia ly, ly hôn. Bất kể bạn đã kết hôn hay chưa thì nên duy trì tình cảm hiện tại, trung thực, bao dung, chia sẻ kịp thời, ân cần đi cùng nửa kia và hy vọng rằng tình yêu sẽ ngọt ngào và hạnh phúc. Đừng quá lo lắng, hãy sử dụng đồng hồ chim công theo hướng dẫn của chuyên gia phong thủy sẽ hóa giải được những tai ách này. Vận thế luận giải chi tiết. Về quan vận, năm canh tí tuổi ngọ chính xung thái tuế là một loại phạm thái tuế vô cùng nghiêm trọng, lại gặp phải ba hung tinh cùng lúc, lại không có các tinh hóa giải. Phương diện sự nghiệp gặp nhiều sóng gió, mọi thứ đều không suôn sẻ, e là sẽ phải trải qua một bài kiểm tra lớn. Áp lực càng ngày càng lớn, bôn ba lao lực, bạn có thể xem những thay đổi này là một thách thức, phát huy hết khả năng làm việc chăm chỉ, vượt qua khó khăn và khi bạn thành công, bạn sẽ tìm thấy cơ hội vô hạn. Có thể đeo thêm mặt dây chuyền thập nhị thần bát bảo hoặc là bát bảo tâm kinh để gặp hung hóa cát. Về tài vận, tuổi ngọ năm canh tí tài tinh không hiện, chính xung thái tuế lại thêm đại hao, có hiện tượng phá tài. Năm nay tài vận rất khó được như ý, kiến nghị nên đặt trọng tâm vào con người, đợi đến lúc vận thế tăng lên rồi thì mới tính đến bước tiếp theo. Nếu bạn đủ may mắn để kiếm được tiền, đừng tham lam, còn nếu bạn giỏi, bạn sẽ nhận được nó. Có hành động tốt sẽ có thể ổn định nguồn tài chính của mình, không nên đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của vận xung thái tuế. Hãy luôn nhớ mang bên mình kim bài thái tuế năm 2020 để hóa giải những khủng hoảng này. Về hôn sự, năm xung thái tuế, phương diện tình cảm của tuổi ngọ khó mà có thể ổn định và hạnh phúc, thêm ảnh hưởng của hai sát tinh đại hao và lán can, tình yêu đôi lứa, tình yêu trong gia đình sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Một số thay đổi là không tránh khỏi. Kiến nghị các cặp đôi nên gia tăng sự quan tâm với nửa kia của mình, lúc cần thiết thì có thể cùng nhau đi du lịch, giảm bớt các phương diện tương xung mang đến. Về nhân đinh, năm nay xung thái tuế, nữ mệnh đã kết hôn, nếu trong bát tự có sao tử nữ thì khả năng mang thai cao. Tuy nhiên thì lưu niên có nhiều ảnh hưởng bởi đại hao và lan cán, phương diện sức khỏe không được như lý tưởng. Nếu muốn có thêm con cái trong nhà thì năm nay nhất định phải điều dưỡng cơ thể. Phụ nữ đang mang thai thì nên hạn chế đến bệnh viện thăm người ốm, hạn chế tham gia đám hỉ, đám tang, tránh khí xấu, làm ảnh hưởng tới thai nhi. Ngoài ra thì bạn nên dùng vật phẩm may mắn vòng tam hợp dần ngọ tuất để được quý thần tương trợ, giúp bình ổn và suôn sẻ.
Về sức khỏe, tuổi Ngọ năm nay xung thái tuế lại thêm đại hao nhị hắc nhập cung mệnh nên sức khỏe không được tốt, phải coi chừng có tai nạn ngoài ý muốn, quan tâm nhiều hơn đến tình trạng thể chất của bản thân và gia đình, đặc biệt là thận và hệ tiêu hóa, nên luôn luôn tập thể dục đúng cách và kiểm tra thể chất, tránh hoặc là giảm các môn thể thao nguy hiểm như leo núi và thám hiểm trong năm nay, chú ý nhiều hơn đến an toàn khi lái xe hoặc là đi du lịch. Vận hạn từng tuổi. Nhâm Ngọ sinh năm 2002, 19 tuổi, ngựa trong quân. Tuổi Ngọ sinh năm 2002, nạp âm ngũ hành, dương liễu mộc, đa phần là người siêng năng chăm chỉ. Đầu năm có của cải nhưng không giữ được, cuối năm sẽ khấm khá hơn. Năm Canh Tý nạp âm ngũ hành bích thượng thổ là tài tinh, tâm hồn ăn chơi, tiêu tiền không kiểm soát. Cần phải nỗ lực để kiếm tiền, học tập, làm việc và học cách thực tế. Sẽ có quý nhân chỉ điểm. Chỉ cần bạn chăm chỉ làm việc, lãnh đạo cũng sẽ trọng dụng. Phương diện tình cảm, vận đạo hoa rất vượng, người độc thân thì dễ gặp được ý trung nhân. Sử dụng vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tốt để được quý nhân tương trợ các bạn nhé. Nam mệnh 19 tuổi, năm nay gặp sao La Hầu chiếu mệnh nên đề phòng gặp phải những chuyện thị phi hoặc là người xấu, đồng thời chú ý đến gan và mắt. Nữ mệnh 19 tuổi, năm nay gặp sao Kế Đô chiếu mệnh, hạn chế những cuộc cãi vã với người khác do những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Canh Ngọ sinh năm 1990, 31 tuổi, ngựa trong nhà. Tuổi Ngọ sinh năm 1990, nạp âm ngũ hành lộ bàng thổ, đa phần là người thẳng thắn, nghĩ gì nói đấy, đàn ông thì thường cố chấp, phụ nữ thì thường vượng phụ ích tử. Năm Canh Tý nạp âm ngũ hành bích thượng thổ là tỷ kiếp, làm việc sẽ nhận được sự giúp đỡ của bạn bè và người thân, nhưng cũng cần đề phòng gặp phải người lạ, có ý chống đối, không bảo lãnh cho người khác. Để hóa giải những tai ách của năm, hãy sử dụng vật phẩm phong thủy vòng tam hợp quý nhân dần, ngọ, tuất và kim bài thái tuế năm 2020 để được quý nhân tương trợ, gặp hung hóa cát, may mắn tài lộc xuân năm. Nam mệnh 31 tuổi, năm nay gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh, những người đang trong thời gian phát triển sự nghiệp thì nên kiên nhẫn, nhẫn nại. Nữ mệnh 31 tuổi, năm nay gặp sao Thái Âm chiếu mệnh, người đang có kế hoạch sinh nở nên chú ý đến việc dưỡng thai, chuẩn bị tâm lý cho việc sinh mổ. Mậu Ngọ sinh năm 1978, 43 tuổi, ngựa trong quân. Tuổi Ngọ sinh năm 78, nạp âm ngũ hành thiên thượng hỏa, đa phần là người có ý chí cao, dung mạo đoan trang, tuổi trẻ nhiều tai nạn. Năm Canh Tý nạp âm ngũ hành bích thượng thổ là thực thần, những bạn làm kinh doanh gặp thực thần lưu niên, con đường kiếm tiền rất khá, lại nhiều cơ hội. Viên chức nên thận trọng và khiêm tốn để không vô tình xúc phạm lãnh đạo, khách hàng và đồng nghiệp xung quanh mà không biết để ảnh hưởng đến triển vọng nghề nghiệp của họ. Hãy treo trong phòng khách pháp khí phong thủy phi long thất tinh đồ trận để kích hoạt cung tài vận và quan vận, tránh được mọi thị phi do bên ngoài mang tới. Nam mệnh 43 tuổi, năm nay gặp sao Kế Đô chiếu mệnh, vì vậy đi ra ngoài và nên đi bộ nhiều hơn, không nên ở trong nhà, nếu không thì dễ bỏ lỡ những điều may mắn. Nữ mệnh 43 tuổi, năm nay gặp sao Thái Dương chiếu mệnh, sao này không tốt cho phụ nữ, dễ gặp tai bay vạ gió. Bính Ngọ sinh năm 1966, 55 tuổi, ngựa trong quân. Tuổi Ngọ sinh năm 1966, nạp âm ngũ hành thiên hà thủy, đa phần đều là người nhàn hạ, thích hợp để sống bằng nghề thủ công, thịnh vượng ở tuổi trung niên. Năm 2019 thì nạp âm ngũ hành bích thượng thổ là quan tinh, năm nay sẽ có nhiều thách thức và cạnh tranh, cũng như là cơ hội để mở rộng sự nghiệp, cải thiện tình trạng công việc. Những người làm kinh doanh thì phải cẩn thận để đối phó với các vấn đề về thuế trong thương mại. Nam mệnh 55 tuổi, năm nay gặp sao La Hầu chiếu mệnh nên tránh thị phi hoặc là gặp phải người xấu, nhưng cũng cần phải chú ý đến gan, chăm sóc mắt. Nữ mệnh 55 tuổi, năm nay gặp sao Kế Đô chiếu mệnh, cần tránh thị phi, gia đình không êm ấm. Hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất và kim bài thái tuế năm 2020. Giáp Ngọ sinh năm 1954, 67 tuổi, ngựa trong mây. Tuổi Ngọ sinh năm 54, nạp âm ngũ hành sai trung kim, đa phần là người tốt bụng, ôn tồn với mọi người, thích giao lưu kết bạn. Năm 2020, nạp âm ngũ hành bích thượng thổ là ấn tinh, năm nay có nhiều áp lực từ phía gia đình, khiến cho bạn cảm thấy buồn chán, nhưng miễn là bạn chủ động đối mặt với sự nghiệp và cuộc sống của mình, áp lực này sẽ trở thành động lực.
Ngoài ra thì năm nay cũng thích hợp để xem xét đầu tư bất động sản. Hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất và kim bài tài tuế năm 2020. Nam mệnh 67 tuổi, năm nay gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh, thường cảm thấy mọi việc không suôn sẻ, hãy cẩn thận với trộm cắp và tai nạn. Nữ mệnh 67 tuổi, năm nay gặp sao Thái Âm chiếu mệnh nên đi khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là khía cạnh phụ khoa. Luận giải theo can ngày sinh. Thiên can ngày sinh là Giáp Mộc, lưu niên gặp thiên ấn chủ về bệnh nặng áp lực sự nghiệp, tuổi Ngọ có can ngày sinh Giáp, dễ vì làm việc quá sức mà mắc bệnh nặng nên cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Năm nay thì công việc có nhiều cản trở khiến cho lao tâm, lao lực. Ngoại trừ tự phát triển bản thân, nỗ lực ứng phó nên suy nghĩ đến vấn đề một cách toàn diện, tránh đưa ra các quyết định sai lầm gây nên tổn thất về tiền tài. Thiên can ngày sinh là Ất Mộc, lưu niên gặp chính ấn, đại diện cho bảo tồn văn hóa sự nghiệp. Tuổi Ngọ có thiên can ngày sinh Ất trong phương diện vận thế, dễ gặp trở ngại dẫn đến kiệt sức về thể chất và tinh thần. Xét về mối quan hệ giữa các cá nhân nên chú ý đến cách diễn đạt ngôn từ để không rơi vào tranh chấp. Về sự nghiệp, năm nay nên làm việc chăm chỉ hơn và nỗ lực hơn để cố gắng đi lên, giành được sự yêu mến của cấp trên bằng năng lực của chính mình. Thiên can ngày sinh là Bính Hỏa, lưu niên gặp thiên quan chủ về sự nghiệp, đồng nghiệp, danh tiếng. Trong năm nay, tuổi Ngọ có can ngày sinh Bính Hỏa, khía cạnh công việc có nhiều biến động, dễ xảy ra các tình huống như là thuyên chuyển công tác. Nên có kế hoạch trước vì áp lực trong công việc rất là nặng nề, dễ làm tổn hại danh tiếng. Cần tránh những xung đột với người khác, làm người đơn giản, giữ tinh thần ổn định. Thiên can ngày sinh là Đinh Hỏa, lưu niên gặp chính quan, đại diện cho công việc áp lực cản trở. Năm nay tuổi Ngọ có can ngày sinh là Đinh, thường cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng về thể chất và tinh thần. Khuyên bạn không nên có nhiều tham vọng, tìm một lĩnh vực làm ăn sáng sủa hơn. Ở khía cạnh tình cảm thì mối quan hệ với nửa kia bị xa cách, sự không đồng nhất giữa suy nghĩ và giá trị quan của hai bên dẫn đến sự rạn nứt trong tình cảm. Nên giữ bình tĩnh và hài hòa, không nên bướng bỉnh. Thiên can ngày sinh là Mậu Thổ, lưu niên gặp thiên tài, đại diện cho tiền bạc, tình cảm. Năm nay tuổi Ngọ can ngày sinh là Mậu Thổ, về mặt cầu tài tránh đầu tư quá lớn, dễ gặp phải sự cố. Về mặt tình cảm thì các cặp đôi đang yêu thường bị kẻ thứ ba xen vào, nếu không xử lý tốt thì dễ đổ vỡ. Người đã kết hôn thì có thể gặp đào hoa ảo trong năm nay và cần phải đề phòng kịp thời để không ảnh hưởng đến hôn nhân. Thiên can ngày sinh là Kỷ Thổ, lưu niên gặp chính tài, đại diện cho tiền bạc, tình cảm, giao tiếp. Tuổi Ngọ có thiên can ngày sinh là Kỷ, ở phương diện cầu tài nên suy nghĩ cẩn trọng, tránh đầu tư quá độ. Tuổi Ngọ còn độc thân thì dễ gặp được tiếng sách ái tình. Những người đã kết hôn trong năm nay trở nên thu hút hơn, cần đề phòng vận đào hoa ảo của mình, tránh ảnh hưởng đến hôn nhân gia đình. Thiên can ngày sinh là Canh Kim, lưu niên gặp thương quan, đại diện cho chuyển việc, dễ bị kích động hay là đi du lịch. Năm nay, người tuổi Ngọ có can ngày sinh Canh Kim, về công việc dễ mắc lỗi, ảnh hưởng đến quá trình làm việc và có thể thay đổi công việc. Trong giao tiếp giữa mọi người, hàng ngày thì phải luôn chú ý đến lời nói, hành động, tránh kích động, xúc phạm người khác, ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp và tình yêu. Du lịch không thuận lợi trong năm nay, nếu phải ra ngoài thì cần đặc biệt chú ý đến an toàn giao thông. Thiên can ngày sinh là Tân Kim, lưu niên gặp thực thần, tượng trưng cho lời nói, suy nghĩ, sức khỏe. Năm nay người tuổi Ngọ có can ngày sinh Tân, bất luận là trong gia đình hay là trong giao tiếp xã hội, nên chú ý cử chỉ hành động, lời nói của mình, tránh nói ra những điều không hay. Về mặt tư tưởng thì sẽ là một năm áp lực phiền não, nên giữ thái độ bình tĩnh, phương diện sức khỏe cũng không được tốt, chú ý nhiều hơn đến chế độ ăn uống và vận động thể thao. Thiên can ngày sinh là Nhâm Thủy, lưu niên gặp kiếp tài, đại diện cho cạnh tranh, phá tài, áp lực. Đặc biệt là trong năm nay, tuổi Ngọ có can ngày sinh Nhâm Thủy, về mặt công việc xuất hiện rất nhiều đối thủ cạnh tranh, áp lực trùng trùng. Về mặt kinh doanh đầu tư cũng không được lạc quan, nên thận trọng giữa được và mất. Tránh nhất thời mắc sai lầm, dẫn đến những tổn thất không cần thiết. Giao tiếp xã hội cũng nên để ý, tránh kết giao không cần thiết để tránh vào tình trạng bị liên lụy. Thiên can ngày sinh là Quý Thủy, lưu niên gặp Tỷ Kiên, đại diện cho anh em, đồng nghiệp, thể diện.
Năm nay tuổi Ngọ có can ngày sinh Quý Thủy, về mặt giao tiếp xã hội thì cũng có những tiến triển nhất định. Trong công việc thì cũng có được sự ủng hộ giúp đỡ của đồng nghiệp, nhưng cũng nên chú ý tỷ kiên đại diện cho phá sản, tài vận cũng không được lạc quan, nên đi chắc từng bước một. Mặt tình cảm thì không ổn định, khuyên bạn nên lắng nghe tâm tư tình cảm của đối phương nhiều hơn, nên nghe nhạc và vận động để tĩnh tâm, ổn định tinh thần. Quý vị và các bạn thân mến, biết được sao chiếu mệnh dựa theo tuổi của mình là một việc làm hết sức quan trọng. Điều này giúp bạn biết trước sao hạn chiếu mệnh ở từng độ tuổi cụ thể trong tương lai. Từ đó biết năm tuổi của mình gặp sao chiếu xấu để chuẩn bị cách hóa giải thật là chu đáo, cũng như là biết năm nào sao tốt chiếu để tranh thủ thời cơ phát triển. Hy vọng với những thông tin trên đây sẽ giúp cho các bạn biết tuổi Ngọ trong năm Canh Tý 2020 gặp sao hạn gì, tốt hay xấu. Từ đó xem để tìm cách hóa giải sao hạn chiếu mệnh của năm nhằm cải thiện vận số trong năm được tốt đẹp hơn và suôn sẻ hơn. Rất cảm ơn quý vị đã ủng hộ, theo dõi Phong Thủy May Mắn trong suốt thời gian qua. Để những kiến thức về tử vi phong thủy chính tông ngày được lan truyền rộng rãi trong đời sống tâm linh người Việt, quý vị hãy chia sẻ video này đến gia đình, bạn bè và đồng nghiệp nhé. Chúc quý vị bước sang năm mới đa phúc đa tài, đa phú quý, đắc tài đắc lộc, đắc nhân tâm, phúc lộc mãn đường, niên tăng phú quý. Chúc Tết đến trăm điều như ý, mừng xuân sang, vạn sự thành công.